Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi đến chiếc kẹp quần áo này nhé. Ok. Các bạn có để ý thấy rằng là những chiếc kẹp này nó có thể kết nối lại với nhau qua khá là nhiều cách. Đây là một này. Đây là hai này. Cả đây nữa. Cả ba. Nhưng mà thứ quý giá nhất trên những chiếc kẹp này nó có vòng kim loại ở đây. Mình có thể ghép được lại phần này như thế này. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành. Ghép một cái mẫu xếp hình khá là đơn giản. Thêm phần đầu nữa. Thế là đã xong một con robot rồi. Quan trọng nhất là phần tay này, mình có thể sử dụng cầm nắm đồ vật như thế này chẳng hạn. À, thế để mình thiết kế cho một cái kiếm. Đây mình chỉ phát thảo thôi, còn tí nữa chủ yếu là mình cắt ra thôi. Mẫu kiếm đơn giản. Hơi vẹo rồi vậy. Thế chắc không ảnh hưởng gì. Giờ mình thì cho nó cầm thử kiếm. Ui. Như thật luôn. Ok. Vậy để em nó sang một bên đi. Để thử lắp thử lúc khác. Cho tự thường. Các bạn đã nhìn ra hình này chưa? Okay.
biết phải gọi nó là gì nữa. Và thực ra mình thấy nó khá là giống, mình thấy nó khá giống rồi châu Á. Rồi cũng lại qua một bên. Bây giờ mình sẽ thử lắp thử một mẫu lớn hơn, phức tạp hơn một chút, cái cần nhiều kẹp hơn đấy. Có vẻ như là khá giống một mẫu rồng của châu Âu. Hoặc một con gì đấy đại loại vậy. Thì xin tưởng tượng các bạn nhé. Ok, hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn trò chơi những chiếc kẹp này. Nếu các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tạm biệt.